Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với chuyên mục này của Phi. Tiếp tục với chuyên mục thông tin nhanh quanh biên chapter mới. Và chapter 1014 sắp tới này phải nói rằng cực kỳ hấp dẫn với rất nhiều thông tin gây sốc tới tột độ. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đi chờ thêm nữa. Chúng ta cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và tìm hiểu về một vài thông tin nhanh quanh biên chapter 1014 sắp tới. Tiêu đề của chapter này là đời diễn viên với trang đang ám chỉ của Rozumi Kanjuro hay là một ai khác, rất có thể là vậy. Thông tin đầu tiên, vậy là chính xác Luffy đã rơi xuống biển chứ không phải là đất liền, bởi Kaido đã tận mắt quan sát Luffy rơi xuống. Điều này có nghĩa những người trên đấu quỷ Onigashima không thể nào cứu được Luffy, mà phải là một thế lực, một nhân vật nào đó đang ở dưới biển. Hy vọng đó sẽ là hạm đội Murom. Vậy là Bảo Huân đã tìm được chỗ Momonosuke đang ẩn nấp và thông báo ngay lập tức cho sếp của mình, Kaido Bá Thú. Sau đó Kaido nói với Bảo Huân là thông báo cho toàn bộ đấu quỷ Onigashima về kết quả của cuộc chiến. Có thể kết quả mà Kaido muốn nói tới là việc Luffy đã thảm bại dưới tay mình và đang rơi thẳng xuống biển làm mồi cho cá. Trong khi đó thì Yamato vẫn đang tiếp tục lên đỉnh đầu lâu, có lẽ cô nàng chưa biết thông tin Luffy đã thảm bại dưới tay của cha mình. Chuyển cảnh sang nhóc Momonosuke, cậu nhóc nói với Shinobu, có vẻ như tôi không nên chết. Rõ ràng câu nói của nhóc Momonosuke đã đúc kết được từ việc đọc cuốn nhật ký trên của cha mình. Và điều tôi quan tâm nhất là biểu cảm của Shinobu lúc này là như thế nào. Chuyển kênh tiếp sang trận đấu giữa thú cưng của bang Murom, Chopper 100 Belly với kẻ mạnh thứ hai của bang Attack Bách Thú, Queen Bình Dịch 1 tỷ 320 triệu Belly. Và có một đoạn hội tử ngắn giữa Caesar Clow với Chopper. Và theo thông tin thì có vẻ như Caesar Clow đã giúp Chopper hiệu chỉnh những viên kẹo Rumble Ball nhằm kéo dài thời gian của hình dạng Manta Ball từ 3 phút lên lâu hơn. Thông tin cụ thể sẽ có trong chapter mới. Tôi đoán là trên 10 phút, cũng có thể là hơn 30 phút. Thật sự tôi rất nóng lòng muốn thấy cảnh Queen đấu với Chopper sẽ như thế nào, biểu cảm của hắn ta ra sao. Và phải nói rằng đây là một thông tin gây sốc, giúp cho sức mạnh của Chopper tăng lên một cách rất đáng kể. Thông tin tiếp theo, vậy là Bảo Huân đã thông báo kết quả trận chiến giữa Kaido với Luffy và nói rằng Tứ Hoàng Kaido sẽ chấp nhận tất cả những kẻ đầu hàng làm thuộc hạ của mình. Tôi không biết biểu cảm và cảm xúc của bang Murom như thế nào khi nghe thông tin này. Vậy là Kanjuro đã tìm được nơi Momonosuke cùng với Shinobu đang trốn. Thông tin cuối cùng, Kaido Bách Thú xuất hiện trước mặt nhóc Momonosuke và tấn công một ai đó bằng chì của mình. Có thể không phải là nhóc Momonosuke, có thể là Yamato đã quay ngược trở lại chăng? Chỉ mới là một vài thông tin nhanh quanh bi chapter mới, vì thế nó nhiều sẽ mắc hay. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.